À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn học sinh đã đến với khóa học Ngữ văn 7 theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em thân mến, vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong những kiến thức của chương trình Ngữ văn 7 tập 1 thông qua 5 chủ đề bài học. Hôm nay, chúng mình cùng chuyển sang chương trình Ngữ văn 7 của học kỳ 2 với tập sách thứ 2. Bắt đầu với chủ đề bài học số 6, bài học cuộc sống. Tục ngữ có câu, đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Đúng vậy, không chỉ học ở trường, chúng ta còn học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Học qua những chuyến đi, học từ việc tiếp xúc với những người từng trải, hiểu biết. Học ở cuốn sách ta đọc, học ở bộ phim ta xem. Chúng ta học suốt đời nhờ những cuốn tài liệu vô tận đó. Đến với bài học số 6 ngày hôm nay, em sẽ được làm quen và tìm hiểu hai thể loại sáng tác ngôn từ, đó chính là chuyện ngụ ngôn và tục ngữ. Đi sâu tìm hiểu những câu chuyện ngắn gọn mà sâu sắc, những lời nói thường có vần, nhịp nhàng, cân đối, đúc kết bao nhiêu tri thức về mọi mặt của đời sống, em sẽ thấy có những điều thật mới mẻ và bổ ích. Để tìm hiểu các bài học trong bài học số 6, bài học cuộc sống được một cách tốt nhất, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những yêu cầu cần đạt trong chủ đề bài học này như sau. Đầu tiên, các em cần nhận biết được một số yếu tố của chuyện ngụ ngôn như là đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề. Thứ hai, các em phải nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ như là số lượng câu, chữ, vần. Thứ ba, các bạn phải hiểu được đặc điểm và chức năng của thành ngữ, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá. Thứ tư, các bạn phải bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến của người viết, đưa ra lý lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng. Tiếp theo, các bạn phải biết kể lại một chuyện ngụ ngôn, kể đúng cốt truyện gốc, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn. Cuối cùng, các bạn phải có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian hay của người xưa để rèn luyện đức tính khiêm tốn, cẩn trọng, kiên trì, nhân nghĩa, có trách nhiệm. Để học tập bài học số 6, bài học cuộc sống được một cách tốt nhất, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những tri thức ngữ văn. Những tri thức ngữ văn này sẽ giúp đỡ các em có thể tìm hiểu các bài học trong bài số 6 một cách dễ dàng nhất. Trong tiết tri thức ngữ văn ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu 4 vấn đề. Thứ nhất là chuyện ngụ ngôn, thứ hai là tục ngữ, thứ ba là thành ngữ và thứ tư là nói quá. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với tri thức ngữ văn đầu tiên. Đó chính là chuyện ngụ ngôn. Các em hãy quan sát vào sách giáo khoa trang số 5 và cho cô biết khái niệm chuyện ngụ ngôn được hiểu như thế nào. Chính xác, chuyện ngụ ngôn là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lý và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. Một số đặc điểm của chuyện ngụ ngôn chúng ta có thể chỉ ra. Thứ nhất, đó chính là chuyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng văn xuôi và thơ. Những chuyện ngụ ngôn ban đầu như là chuyện ngụ ngôn Ê-dốp, Trang Tử, Hàn Phi Tử, ngụ ngôn dân gian Việt Nam thường có hình thức văn xuôi. Đó là những chuyện rất ngắn hoặc những mẩu chuyện nhỏ được tách khỏi một chức tác có quy mô lớn hơn, như trường hợp các chuyện ngụ ngôn của Trang Tử, Hàn Phi Tử. Ngụ ngôn mang hình thức thô xuất hiện muộn hơn với vai trò đáng kể như là của La Fontaine, giúp những câu chuyện trở nên dễ nhớ, tăng sức lan tỏa. Chuyện ngụ ngôn bằng thơ dần trở nên phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong chủ đề bài học số 6, chúng mình cũng sẽ được học chuyện ngụ ngôn thông qua hai loại. Thứ nhất, đó chính là chuyện ngụ ngôn được viết bằng văn xuôi. Thông qua hai văn bản đọc số 1, đéo cày giữa đường, và văn bản đọc số 2, ếch ngồi đáy giếng.
Tới văn bản đọc số 3, chúng mình sẽ được tìm hiểu chuyện ngụ ngôn được viết dưới dạng thơ. Đó chính là văn bản mang tựa đề Con mối và con kiến. Do chuyện ngụ ngôn có mô hình nhỏ nên chuyện thực ngụ ngôn thường có số nhân vật rất là ít. Thông thường chỉ có khoảng vài ba nhân vật. Tình tiết của chuyện ngụ ngôn thì khá là đơn giản, thường chỉ xoay quanh một tình huống chuyện. Đặc điểm thứ hai của chuyện ngụ ngôn chúng mình phải kể tới đó chính là nhân vật ngụ ngôn là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân cách hóa, có đặc điểm như con người. Một số chuyện ngụ ngôn có nhân vật là con người, ví dụ như là chuyện Thầy bói xem voi, hay là câu chuyện Đéo cầy giữa đường, hoặc là Vẽ rắn thêm chân, Bác nông dân và 7 người con trai, vân vân. Nhân vật trong một số chuyện ngụ ngôn khác lại là con vật, ví dụ như trong chuyện ngụ ngôn Lừa khoác da sư tử, hay là trong câu chuyện ngụ ngôn Rùa và thỏ, Chú rơi thông minh, Mèo và sư tử, Châu chấu và kiến, Sư tử hỏi vợ, Hai con dê qua cầu, Con cáo và chùm nho, vân vân. Chúng thường được nhân hóa, có đặc điểm như con người. Nhờ được nhân cách hóa nên nhân vật trong nhiều chuyện ngụ ngôn vừa gần gũi với tâm hồn trẻ thơ, vừa giàu sức gợi, tưởng tượng, liên tưởng đối với độc giả ở mọi lứa tuổi. Ở đây, cô trò chúng mình cùng nhau phân biệt một chút giữa chuyện đồng thoại và chuyện ngụ ngôn. Các em hãy nhớ lại những đặc điểm của chuyện đồng thoại mà chúng mình đã được học ở chương trình ngữ văn 6. Sau đó hãy so sánh với chuyện ngụ ngôn mà hôm nay chúng ta được học, xem giữa hai thể loại chuyện này có những đặc điểm gì khác nhau. Các em đã làm rất tốt. Chuyện đồng thoại chúng ta được học ở chương trình ngữ văn 6 cũng có các nhân vật là con vật, đồ vật được nhân cách hóa, nhưng một số điểm khác biệt giữa chuyện ngụ ngôn và chuyện đồng thoại chúng ta kể được ra như sau. Thứ nhất, đó là về đối tượng người đọc. Chuyện ngụ ngôn dành cho mọi lứa tuổi, còn chuyện đồng thoại chỉ tập trung phục vụ với đối tượng đó chính là trẻ em. Thứ hai là về cấu trúc. Chuyện ngụ ngôn thường có một bộ phận, ví dụ như là một câu, một đoạn của tác phẩm thể hiện bài học đạo lý, kinh nghiệm sống. Bộ phận này ở chuyện đồng thoại không có. Thứ ba là việc nhân cách hóa. Việc nhân cách hóa loài vật, đồ vật trong chuyện ngụ ngôn nhằm truyền tải bài học đạo đức, kinh nghiệm sống. Còn hình thức nhân cách hóa loài vật, đồ vật trong chuyện đồng thoại dùng để diễn tả đời sống một cách hình tượng, gần gũi, hồn nhiên, phù hợp với tâm hồn của trẻ thơ. Vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau phân biệt được giữa hai thể loại là thể loại chuyện ngụ ngôn và thể loại chuyện đồng thoại. Các em hãy lưu ý giúp cô những điểm khác nhau giữa hai thể loại chuyện này để tránh bị nhầm lẫn nhé. Đó là về đặc điểm của nhân vật ngụ ngôn là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân cách hóa. Đặc điểm tiếp theo mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là chuyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lý hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha chất hài hước. Một chuyện ngụ ngôn thường gồm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cốt truyện. Và phần thứ hai đó chính là bài học luân lý, đạo đức, kinh nghiệm sống được rút ra. Trong nhiều tác phẩm, phần thứ hai có thể không xuất hiện hoặc bị lược đi. Bài học được người đọc tự đúc kết ra từ cốt truyện. Những tư tưởng, đạo lý hay bài học cuộc sống thường được đúc kết thành những thành ngữ, ví dụ như là coi trời bằng vung này, thầy bói xem voi này, hay là ôm cây đợi thỏ, đéo cầy giữa đường, ếch ngồi đáy giếng, vân vân. Các em lưu ý giúp cô, ngôn ngữ trong chuyện ngụ ngôn thường giàu hình ảnh, tạo ấn tượng trực quan cho người đọc, sẽ khiến người đọc dễ dàng cảm nhận thế giới nghệ thuật của tác phẩm.
Từ đó, người đọc có thể thể hiện liên tưởng những ngụ ý, tư tưởng, đạo lý hay bài học cuộc sống hàm ẩn trong những hình ảnh này. Chất hài hước cũng được không ít truyện ngụ ngôn sử dụng. Nó tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ, bớt khô khan khi truyền tải những tư tưởng, đạo lý hay bài học cuộc sống. Nó góp phần tạo tâm lý tích cực, nhưng cũng không kém phần sâu cay khi đề cập tới các nội dung châm biếm, đả kích, những thói hư tật xấu, những suy nghĩ, hành động không đúng trong đời sống xã hội. Vậy là chúng mình đã cùng nhau trang bị những tri thức ngữ văn về chuyện ngụ ngôn. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tới tri thức ngữ văn thứ hai, đó chính là tục ngữ. Cũng tương tự như phần 1, các em hãy quan sát vào sách giáo khoa, trang số 5, pha tim giúp cô khái niệm về tục ngữ. Chính xác, tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có phần điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử cuộc sống. Về nội dung của tục ngữ thường đúc kết những kinh nghiệm về thời tiết, về lao động sản xuất, ứng xử trong đời sống, đạo lý, luân lý xã hội, phê phán những thói hư tật xấu của con người. Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân Việt Nam, đúng không nào? Vậy, còn về hình thức của tục ngữ thì sao? Các em thân mến, tục ngữ là một phát ngôn, một câu hoàn chỉnh, chứa đựng một thông báo trọn vẹn, có khả năng tồn tại độc lập. Tục ngữ thường ngắn gọn, đa số chỉ có từ 1 tới 2 dòng, có thể có vần hoặc không có vần. Nhưng bao giờ nó cũng nhịp nhàng, cân đối, dễ thuộc. Tục ngữ cũng được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Ví dụ như là ở chọn nơi, chơi chọn bạn, cha ông dạy cấm có sai. Thì ở đây chúng ta xác định được tục ngữ đó chính là ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Thứ ba, chúng mình cùng tìm hiểu về thành ngữ. Vậy, các em hiểu thành ngữ là những từ ngữ như thế nào? Chính xác, thành ngữ là cụm từ cố định, là loại cấu kiện đúc sẵn để sử dụng trong nói năng hàng ngày. Thành ngữ không có cấu trúc hoàn chỉnh của câu, không chứa đựng nội dung thông báo. Vì thế, trong lời nói, thành ngữ được sử dụng như từ. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa của toàn khối, chứ không phải là nghĩa của từng thành tố cộng lại. Ví dụ như là ăn trắng mặc trơn, không nói chuyện ăn. Mặc trắng trơn, mà cả cái cụm thành ngữ này mang tới một ý nghĩa, đó là hưởng thụ sự sung sướng về vật chất nói chung. Hay là ví dụ như là thành ngữ cao chạy xa bay, thì ở đây chúng ta không được hiểu nghĩa ở thành ngữ này nghĩa là chạy lên cao và bay lên xa, mà chúng ta phải hiểu thành ngữ này mang tới ý nghĩa đó chính là trốn biệt tâm biệt tích. Khác với cụm từ tự do, thành ngữ có cấu trúc chặt chẽ, cân đối, nhịp nhàng. Chẳng hạn như là cá bể chim ngàn, đồng cam cộng khổ, ăn bữa hôm no bữa mai, hay là chó ăn đá gán sỏi. Khi sử dụng thành ngữ này, lời nói sẽ trở nên hàm xúc, giàu hình ảnh, có ý nghĩa bóng bẩy. Ví dụ như là kiến bò miệng chén, hay là chưa lâu mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa, được trích trong truyện Kiều của Nguyễn Dư. Hay là thành ngữ được sử dụng trong câu thơ của bài thơ Chính Hữu, bài thơ Đồng Chí do tác giả Chính Hữu sáng tác. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Chúng ta xác định được trong hai câu thơ này, Chính Hữu đã sử dụng cụm từ, cụm thành ngữ nước mặn đồng chua để chỉ hoàn cảnh xuất thân của những người lính.
Khi tìm hiểu về thành ngữ, các em cũng lưu ý giúp cô những lưu ý nhỏ như sau. Các em hãy lưu ý rằng ranh giới giữa tục ngữ và thành ngữ không bao giờ là rạch ròi. Có những trường hợp chúng ta khó xác định tục ngữ hay là thành ngữ. Vậy ở trường hợp này chúng ta cần phải làm gì? Các em hãy đặt khi mà gặp tình huống như vậy, các em hãy dựa vào ý nghĩa mà người dùng muốn thể hiện để nhận biết xem đó là thành ngữ hay là tục ngữ nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong chuyện ngụ ngôn này, tìm hiểu xong tục ngữ và tìm hiểu xong thành ngữ rồi. Chúng mình bây giờ sẽ đến với phần thứ tư, cũng chính là phần cuối cùng trong tiết tri thức ngữ văn của bài học số 6 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biện pháp tu từ nói quá. Các em hãy giúp cô xác định khái niệm về biện pháp tu từ nói quá nào. Chính xác, nói quá là biện pháp tu từ phóng đại tính chất, quy mô của đối tượng để nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm hoặc để gây cười. Các em lưu ý, nói quá thì chúng ta sẽ có những cách gọi khác nhau như là phóng đại, ngoạ dụ, cường điệu, khoa trương, thậm xưng. Vậy nên, nếu như chúng ta nghe tới những cách gọi khác như là phóng đại, ngoạ dụ, cường điệu, khoa trương, thậm xưng thì các em cũng hiểu giúp cô đây chính là biện pháp tu từ nói quá nhé. Khi tìm hiểu về biện pháp tu từ nói quá, các em cũng lưu ý giúp cô một số lưu ý nhỏ như sau. Thứ nhất, nói quá thường xuất hiện trong ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày. Nhiều tục ngữ, thành ngữ cũng sử dụng biện pháp tu từ nói quá. Các em có thể đưa ra những ví dụ trong cái cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày, con người cũng sử dụng biện pháp nói quá không nào? À, chúng ta có thể đưa ra ví dụ như là chưa ăn đã hết, rời non lấp biển, hay là ruột để ngoài da, hay là rán sành ra mỡ, vắt cổ trầy ra nước, đêm nằm bằng năm ở, hay là ăn không rau như đau không thuốc, đúng không nào? Ở trong văn học thì biện pháp tu từ nói quá cũng được sử dụng với mục đích nhất định, có khi là nhằm để nhấn mạnh, tạo ấn tượng đặc biệt. Ví dụ như là trong bài thơ Việt Bắc của tác giả Tố Hữu, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay. Chúng ta xác định được bước chân nát đá đã được tác giả Tố Hữu sử dụng biện pháp tu từ nói quá. Có khi biện pháp tu từ nói quá dùng để khẳng định một điều gần như là tuyệt đối. Ví dụ như là chim khôn thì khôn cả lồng, khôn đến cái lồng, người sách cũng khôn. Đây là một câu ca dao. Ở câu ca dao này, tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp nói quá. Chim thì khôn cả lồng, đúng không nào? Khôn đến cái lồng, người sách cũng khôn. Có khi biện pháp nói quá lại tạo nên sự hài hước, gây cười. Ví dụ như là lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo, râu rồng trời cho. Đây là một câu ca dao. Chúng ta thấy lỗ mũi nhưng mà đã được tác giả dân gian nói quá lên tận là có 18 gánh lông, đúng không nào? Là rất nhiều, đúng không? Thì ở đây chúng ta xác định được là tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp nói quá này để tạo được sự hài hước, sự gây cười trong câu ca dao này nhé. Và các em cũng cần lưu ý giúp cô, đó chính là các em hãy phân biệt nói quá với cả nói khoác nhé. Vậy thì theo các em, nói quá có gì khác với cả nói khoác nhỉ? À, đúng rồi. Như chúng ta đã tìm hiểu ở những phần định nghĩa ở phía trước, thì chúng ta xác định được nói quá là biện pháp tu từ phóng đại tính chất, quy mô của đối tượng để nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm hoặc để gây cười, đúng không nào? Nhưng mà nói khoác thì không phải vậy. Nói khoác lại là một kiểu nói bịa đặt, dựng chuyện từ không thành có nhưng lại cố làm cho người khác tin. Kèm lưu ý giúp cô phân biệt giữa nói quá và nói khoác nhé. Vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong những tri thức ngữ văn trong bài học số 6 bài học cuộc sống rồi. Cô mong rằng những tri thức ngữ văn này sẽ giúp ích cho các em để có thể tìm hiểu bài học số 6 một cách dễ dàng nhất. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài giảng lần sau. Khóa học về sách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.